Xin chào mừng toàn thể quý vị khách quý, quý vị đại biểu có mặt trong lễ khai trương Thẩm mỹ viện Đông Á chi nhánh Hải Phòng ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị khách quý, quý vị đại biểu đã dành thời gian quan tâm và thời gian quý báu tới tham dự sự kiện ngày hôm nay. Buổi lễ ngày hôm nay sẽ chính thức đánh dấu sự kiện Thẩm mỹ viện Đông Á tại thành phố Hải Phòng. Với tất cả tâm huyết của mình, chúng tôi hy vọng rằng buổi lễ ngày hôm nay sẽ là một lời tri ân sâu sắc và lời chào nồng nhiệt từ tập đoàn Thẩm mỹ viện Đông Á đến với thành phố Hải Phòng. Kính thưa quý vị, đến dự buổi lễ khai trương Thẩm mỹ viện Đông Á ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng chào đón Giám đốc điều hành tập đoàn Thẩm mỹ viện Đông Á, ông Hoàng Viết Tùng, Giám đốc phát triển dự án bà Phí Thùy Châu, Giám đốc chi nhánh Đông Á Hải Phòng bà Hồ Hải Yến, Giáo sư tiến sĩ chuyên gia thẩm mỹ Hàn Quốc ông Kim A Bi, Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa da liễu bác sĩ Niang Thira và những vị khách đặc biệt trong ngày hôm nay: Hoa hậu Việt Nam 2010 Miss Ngọc Hân, ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Và chúng tôi cũng xin được chào đón toàn thể quý vị có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với nghi thức trang trọng nhất trong ngày hôm nay, đó chính là lễ cắt băng khai trương Thẩm mỹ viện Đông Á chi nhánh Hải Phòng. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Giám đốc điều hành tập đoàn Thẩm mỹ viện Đông Á ông Hoàng Viết Tùng, Giám đốc phát triển dự án bà Phí Thùy Châu, Giám đốc chi nhánh Đông Á Hải Phòng bà Hồ Thị Hải Yến, Giáo sư tiến sĩ chuyên gia thẩm mỹ Hàn Quốc ông Kim A Bi, Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa da liễu bác sĩ Niang Thira sẽ cùng lên sân khấu và thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời Hoa hậu Việt Nam 2010 Miss Ngọc Hân, ca sĩ Hoàng Thùy Linh cùng bước lên sân khấu để thực hiện nghi thức này. Vâng, và như vậy, Tập đoàn Thẩm mỹ viện Đông Á đã chính thức khai trương chi nhánh tại Hải Phòng. Xin cảm ơn quý vị đại biểu. Và tôi xin được mời ở lại sân khấu bà Hồ Thị Hải Yến, Giám đốc chi nhánh Đông Á Hải Phòng, Giáo sư tiến sĩ chuyên gia thẩm mỹ Hàn Quốc ông Kim A Bi để thực hiện lễ ký kết chuyển giao công nghệ chính thức cho Thẩm mỹ viện Đông Á chi nhánh Hải Phòng. Xin mời quý khách hàng nếu có nhu cầu có thể đăng ký với chúng tôi để nhận được những tư vấn trực tiếp từ các bác sĩ của Thẩm mỹ viện Đông Á. Đồng hành cùng với quý vị khách hàng là các bạn chuyên viên tư vấn của Thẩm mỹ viện Đông Á sẽ giúp giải đáp tất cả những thắc mắc cũng như lựa chọn các gói dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu của quý khách ngày hôm nay. Chúc quý vị sớm tìm được những giải pháp, những trải nghiệm tuyệt vời nhất tại Thẩm mỹ viện Đông Á. Và ngày hôm nay chúng tôi muốn dành đến quý vị những món quà thật sự đặc biệt như một lời tri ân sâu sắc nhất của Thẩm mỹ viện Đông Á đến với thành phố Hải Phòng. Chương trình đặc biệt sẽ được áp dụng từ ngày hôm nay tới ngày 16 tháng 7 năm 2017 cho những dịch vụ được đặt hàng ngay trong khuôn viên của chương trình. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.